Tiếp tục giới thiệu với anh em toàn thể các bác nha, một con đẩy model là DJK D4800. Con này là 4 kênh 800W một kênh. Tải 8 ohm là 800W một kênh, đấy là chính xác nhá. Model nó ghi trên sản phẩm, không bao giờ model lại ghi yếu hơn công suất cả. Đấy. Đây là nguyên size, nguyên sim, nguyên kiện luôn. Úi, rất là chắc chắn. Đấy, rất chắc chắn luôn, vẫn còn nguyên kiện luôn. Nào ông áo xanh, nào ông bóc cho tôi cái vỏ này ra nhỉ. Vừa quay. Nhanh nhanh, hậu cái. Quay làm với cái kênh rửa rách thôi. Cầm lên hậu cái. Kênh khóa. Đứng dậy tí tí bình luận sau. Làm nó phải dứt điểm chứ. Các bác ạ, em mặc dù em là khách thật nhưng em xuống đi em sai. Ông chủ ở đây nói phải nghe. Thế hơi nổ não. Đây bên này đó. Đây, nhanh nhanh nhanh. Nên em chưa đến nơi rồi. Ông nào cũng muốn nghỉ sớm mà mấy ông này làm chậm nhà thì sang thì sớm được. Rồi, cứ xong 1-2 sản phẩm nữa bắt đầu nghỉ. Đây cái băng dính đây, cắt mỗi mỏ băng dính này ra thế thôi. Ba hải. Đấy, thế thôi. Rồi, đặt đứng lên xong rồi tuột dây bóng lên. Xong nhá. Thì gì? Nó xong là hòa thì quay. Cắt đi quay lại đi. Không quay lại. Mẹ nói là phải nghe xong. Cắt đi quay lại. Rồi, ok. Hôm nay tháo ruột ra nó. Đấy, giờ bên này nữa. Rồi, tỉa giữa nhé. Rồi, ok, đây. Đây là cái sản phẩm của chúng ta. Các bác xem nhé. 4 kênh và 800W một kênh. Model là 4800. Đấy, mở ra ngay cái này. Bắt đầu thấy ngay cái từ hướng dẫn sử dụng này. Đấy, sản phẩm model như này nó có. Đấy, như này đấy, hướng dẫn. Thì đây là hàng mẫu, thì tất cả đây hàng mẫu đều về thử test thử đã xem bắt đầu được một số lượng các bác nhá. Nguồn gốc xuất xứ là hơi bị rõ ràng đấy, không có mập mờ đâu. Đấy. Đây là cái sản phẩm này các bác này. Đấy. Bắt đầu mở ra xem bên trong sản phẩm là có những cái gì mà thấy đồn đoán là hay lắm, bên đơn vị cung cấp cho chúng em là thấy nó nói là hay lắm. Nào ông áo xanh lên hộ một tí nào. Nhanh lên này. Còn một tí thôi. Tuột cái túi bóng ra. Bỏ ra đi. Nè. Nặng lắm, không nhìn được đâu. Đấy. Các bác xem nha. Rồi đây cái mặt phong của sản phẩm. Rồi tuột từ dưới nha. Đấy rồi. Bóc luôn túi bóng ra, nhấc lên. Nhấc túi bóng ra. Nhấc túi bóng ra. Đây, rồi ok. Cục này rất là nặng. Model là DJK này, các bác nhìn các núm chiếc áp vặn này. Chiếc áp vặn này. Đấy, các bác thấy chưa, chiếc áp vặn này. Đấy, rồi model sản phẩm đây. Đây là mặt sau của sản phẩm thì nó có những cái này. Nó có rắc bắp chuối để sử dụng cho bắp chuối phổ thông này. Có rắc cắm clone chuyên nghiệp này, dây nguồn đi theo này. Dây niềm luôn và có QR code này, các bác nhìn này, check mã cái ra này. Đấy, và bên cạnh này nữa thì nó có các cổng ninh vào và ninh ra. Trên là vào, dưới là ra, ninh xuống ra, xuống dưới. Và có các chế độ là cell balanever và ply. Đấy, chập kênh, chập cầu, tải cổng tổng hợp. Tức là một con đẩy này là 400W, à 800W một kênh và 4 kênh. Đấy, thì hiện tại nó rất là khỏe. Một con đẩy này có thể đánh được là 4 chiếc loa 715. Nếu mà nói về gọi là phổ thông, công suất phổ thông thì cho các bác dễ hình dung nhé. Một con đẩy này là đánh một phát là 4 con loa 715, đánh thoải mái, đánh tiền ga. Đấy, đánh thoải mái, đánh tiền ga. Đấy, cái loại này là chuyên đánh full, đánh súp nó cũng có thể đánh được. Nhưng mà sợ hiệu suất đánh súp nó không được cao lắm. Thì đây là công suất là 800W một kênh, là chuyên dùng đánh full. Chuyên sử dụng đánh full, thì nói thế cho các bác dễ hiểu. Và đây là cái mặt form của sản phẩm này, rất là nặng. Bây giờ em sẽ nhấc lên trên để quay phong bạt cho các bác xem nhé. Đây là mặt form của sản phẩm của bác này. Đấy, mặt form thì thiết kế căng núm chế đáp vạn rất là hay này. Một khắc này các bác nhìn này, núm là núm nhôm nhé, nhìn trông rất là sang trọng và lịch sự. Đấy, thì núm này là núm nhôm, nhìn trông rất là đẹp. Đấy, đây là hướng dẫn sử dụng này. Hướng dẫn sử dụng. Đây là cái mặt form các bác nhìn này. Rất là sang trọng và lịch sự. DJK D4800. 800W một kênh, rất là khỏe. Phải gọi là con này rất là khỏe. Đấy, cho các bác. Lát nữa em sẽ test thử sau nhé các bác nha. Rồi ok, bây giờ quay ra cái mặt sau lại xem cho các bác xem lần cuối nha. Đấy, mặt sau đây.
Rồi ok, các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp với số điện thoại dưới phần mô tả các bác nhá. Xin chào toàn thể các bác, hôm nay em bắt đầu em test bộ này. Đẩy là DJK, Noan là DJK. Và bắt đầu là em test thử do điều kiện thử là bắt đầu mới gần hết tầm giờ trưa. Bây giờ là chưa đến 1 giờ. Chưa đến 1 giờ, nan nữa tầm 1 rưỡi em thử thoải mái. Nhưng bây giờ là tiện quay thôi, tí nữa phải về rồi. Thì bây giờ em sẽ quay cho các bác xem cái loa này chất lượng âm thanh nào đấy mà các bác nghe. Cho âm thanh lớn lớn thêm một tí nữa các bác nghe. Đây là loa DJK này. Trên phố huyền nhớ anh em buồn mưa rơi hắt hiu xót xa tiếng mưa buồn nên khóc nơi xa nhau trên phố mưa tuyệt vời. Ngày xưa em yêu anh yêu rất nhiều, ngày xưa anh du anh trong giấc mơ ngọt ngào, mà tại sao hôm nay nghe đắng cay. Nắng như trên bên đông, tình trắng như giấc mơ hồ. Lòi lên suối sàn, ngọt ngào bờ môi. Giọt nước mắt đã rơi nhiều, tội lắm cô bé suy tình. Về đâu hỏi anh, một lại mình đến. À, nãy nữa em sẽ thử công suất lớn cho các bác nghe nhé. Bây giờ thử trước này, nhạc này mới đổ sắc nét chi tiết đấy. Rồi ok, rồi bây giờ nghe thử nhạc công suất lớn cho các bác nghe thử nha.